và các bạn, và chúng ta lại có dịp gặp nhau trong chương trình cập nhật bảng xếp hạng bài hát yêu thích tuần. Thưa quý vị, thời gian quả thật là trôi qua rất nhanh. Bảng xếp hạng bài hát yêu thích như vậy là đã đi tới tuần thứ 10 của năm 2013 rồi, với rất nhiều sự thay đổi kỳ. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu thôi, vì thường thì tại những thời điểm khác nhau, các bài hát mà chúng ta yêu thích cũng thay đổi. Và chính quý vị là người quyết định thứ hạng các bài hát trong bảng xếp hạng với 3 hình thức bình chọn. Một là gửi tin nhắn theo cú pháp hot dấu cách mã số bài hát tới tổng đài 8055. Bên cạnh đó, chúng ta có cách thứ hai là xem các video clip của các bài hát yêu thích trên website của chương trình. Muốn được xem trọn vẹn sẽ được tính là một lần bình chọn. Và hình thức bình chọn thứ ba dành cho hội đồng khán giả đại diện, bao gồm 130 khán giả được lựa chọn để đại diện cho cả ba miền Bắc, Trung, Nam ở các lĩnh vực nghề nghiệp, độ tuổi khác nhau nhưng cùng chung sở thích về âm nhạc. Và có một điều thú vị và rất khách quan trong hệ thống bình chọn của chương trình là tất cả các thông số bình chọn đều được hiển thị từng giây từng phút trên website của chúng tôi, thưa quý vị, www.baihatyêuthich.vnv.vn. Điều đó có nghĩa là khi quý vị nhắn tin hay là xem các video của các bài hát theo thể lệ của chương trình thì có thể thấy ngay được bình chọn của mình có tác động như thế nào đến kết quả bình chọn mà bài hát đó nhận được. Đúng như vậy, tất cả đã tạo nên sức hấp dẫn, sự sôi động của bảng xếp hạng bài hát yêu thích. Và bây giờ đã tới lúc chúng ta cùng xem 10 ca khúc nhận được lượng bình chọn nhiều nhất của khán giả trong tuần thứ 10 là những ca khúc nào. Quốc Thiên hiện tại đang là ca sĩ giữ kỷ lục về số lần xuất hiện trong các live show bài hát yêu thích. Quán quân Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam 2008 liên tục có được các bài hát được bình chọn để tham gia bảng xếp hạng. Ca khúc mới đây của anh là Xin Chào hiện đang giữ ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng bài hát yêu thích. Vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng dành cho ca khúc được sáng tác và biểu diễn bởi chính Đinh Mạnh Linh. Có thể nói, Mùa Yêu Đầu là một trong những bài hát thành công nhất trong thời gian qua của chàng nghệ sĩ đa tài này. Đông Hùng đang ngày càng chiếm được cảm tình của giới chuyên môn và khán giả khi đã gây được ấn tượng mạnh ở hai lần xuất hiện gần đây nhất trong live show tháng 2 và tháng 3 của bài hát yêu thích. Ca khúc Radio của anh đã 2 tuần liên tiếp ổn định ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Vậy là ở 3 vị trí thứ 10, thứ 9 và thứ 8 trên bảng xếp hạng, chưa có sự thay đổi biến thiên nào đặc biệt trong tuần qua. Điều này cho thấy được sự ổn định vững chắc về thứ hạng mà các bài hát giành được trong top 10. Đây cũng là một lợi thế để rất có thể vào một thời điểm nào đó, bài hát sẽ vượt lên để đạt được thứ hạng cao hơn. Tất nhiên là đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự yêu thích bình chọn của quý vị khán giả rồi. Tiếp tục với những ca khúc đạt được sự ổn định về thứ hạng trong thời gian qua thì tôi muốn nói tới một tín hiệu vui khi những bài hát đi cùng năm tháng, những ca khúc ở dòng nhạc dân gian đã tiếp tục nhận được sự yêu mến, có được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Nói tới đây chắc hẳn nhiều người trong quý vị sẽ nhớ ngay tới hai ca khúc như thế đã được trình diễn trong live show tháng 3 vừa qua của bài hát yêu thích. Đó là Đất Nước Tình Yêu qua giọng hát ca sĩ Lê Anh Dũng và Sông Ơi Đừng Chảy được thể hiện bởi ca sĩ Tân Nhạc. Trước hết là một sản phẩm nhận được sự ủng hộ, yêu mến từ đông đảo tầng lớp khán giả. Và sự xuất hiện một thời gian dài tại các vị trí cao trên bảng xếp hạng bài hát yêu thích chính là thước đo phản ánh được mức độ thành công của ca khúc Người Hát Tình Ca, vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng bài hát yêu thích tuần này. Đang cháy lên, em hãy đến gần hơn để
chúng ta đã vừa thưởng thức giai điệu của ca khúc gắn liền với thành công trong thời gian qua của ca sĩ Uyên Linh, quán quân thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010. Còn bây giờ sẽ là một trong những ca khúc nổi bật nhất của á quân thần tượng âm nhạc Việt Nam 2012 Hoàng Quyên, với một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo, hiện đang đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng của chúng ta, ca khúc Mùa Cây Trở Lại. So với tuần trước, có lẽ là điểm dễ dàng nhận ra của bảng xếp hạng tuần này, phải không anh Tùng? Đúng như vậy. Thưa quý vị, điều này tưởng như là sẽ giúp cho các fan yên tâm hơn, nhưng không hẳn đâu. Tôi thấy như vậy lại khiến cho chúng ta hồi hộp hơn khi phải theo dõi liên tục các thông số bình chọn, bởi thứ hạng của các ca khúc có thể sẽ biến thiên bất cứ lúc nào trong bình chọn của quý vị khán giả. Và cũng chỉ còn 2 tuần nữa, hệ thống bình chọn cho bảng xếp hạng tháng 3 sẽ đóng lại. Khoảng cách tới giải thưởng bài hát yêu thích tháng đang ngày càng thu hẹp rồi. Vì vậy, việc liên tục bình chọn và theo dõi sát sao vị trí các ca khúc trên bảng xếp hạng là rất cần thiết. Thì Linh nói như vậy, tức là những bài hát đang ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng đang có cơ hội rất lớn để sở hữu giải thưởng bài hát yêu thích tháng. Hai trong số những ứng cử viên sáng giá đó chính là ca khúc Đôi Tay Mẹ của ca sĩ Trần Thu Hà và bài hát Tôi Là Ai của ca sĩ Bình Hương. Nói tới những ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng bài hát yêu thích tháng 3, chúng ta không thể không nhắc tới ứng cử viên sáng giá nhất tới thời điểm này khi đã 3 tuần liên tiếp của tháng 3 giữ vị trí quán quân của bảng xếp hạng tuần. Đó chính là sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh từ ca sĩ Bùi Anh Tuấn thể hiện thành công từ live show tháng 2 và cũng đã giành được giải thưởng bài hát yêu thích tháng 2 đã không mang tên Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Chúng ta lại có thêm được một lần nữa nói lời chúc mừng tới nhạc sĩ Tiến Minh và ca sĩ Bùi Anh Tuấn với bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Còn bây giờ như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 10 ca khúc có tổng bình chọn cao nhất và đứng đầu bảng xếp hạng bài hát yêu thích tuần vừa. Và của bảng xếp hạng bài hát yêu thích tuần thứ 10 vẫn còn 2 tuần nữa để chúng ta có được kết quả chính thức bảng xếp hạng bài hát yêu thích tháng 3 cũng như kết quả của bài hát yêu thích tháng 3. Tất cả đều phụ thuộc vào chính những bình chọn của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì danh tổ một Thủy Linh xin nói lời chúc mừng tới vị khán giả may mắn giành được giải thưởng nhắn tin tuần. Chúng tôi xin nói lời chúc mừng tới vị khán giả có tên là Vũ Thị Mai Hồng ở địa chỉ số 30 đường Nguyễn Khuyến, thành phố Vinh, là chủ nhân của số điện thoại bao gồm 4 số cuối 1566. Thưa quý vị, chị Nguyễn Thị Mai Hồng sẽ sở hữu một thẻ VIP Super của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank trị giá là 2 triệu đồng. Một lần nữa xin được chúc mừng cho vị khán giả rất may mắn này. Và đã tới với thời điểm Thùy Linh và Danh Tùng phải nói lời chia tay với quý vị và các bạn rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào giờ này tuần sau để cùng cập nhật bảng xếp hạng bài hát yêu thích tuần thứ 11. Và quý vị cũng đừng quên theo dõi live show tháng 4 của chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam vào 21 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2013 nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.